Những sao Hollywood bị chính vai diễn siêu anh hùng làm tan nát sự nghiệp. Một thương hiệu siêu anh hùng, đặc biệt là các phim của Marvel Studio, có thể đưa một tài tử bình dân lên hàng sao hạng A. Lấy ví dụ như Chris Pratt trong Vệ binh Giải Ngân Hà hay Robert Downey trong Iron Man chẳng hạn. Song khi một dự án phim siêu anh hùng chấm dứt, hiệu ứng ngược cũng xảy đến với không ít ngôi sao từng gắn bó với nó, khiến sự nghiệp của họ tụt dốc không phanh. Brandon Routh, Superman Return. Năm 2006, hầu hết tín đồ điện ảnh đều không biết đến Brandon Routh là ai, trừ việc anh ta được sắm vai siêu nhân trong phần phim tái khởi động về siêu anh hùng lừng danh của nhà DC. Đối với nhiều người, lý do duy nhất để Brandon Routh được thủ vai Clark Kent trong Superman Return là vì anh chàng nhìn giống Christopher Reeve, tác phẩm được kỳ vọng sẽ mở ra loạt phim mới về người đàn ông thép. Tiếc thay, bộ phim bị chỉ trích là quá nhàm chán. Mặc cho những đánh giá tích cực của các nhà phê bình dành cho Superman Return, bản thân các fan truyện tranh gạo cội lại không quá mặn mà với phần phim. Superman Return bị dè bỉu và người phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là tài tử mới 25 tuổi khi đó. Được mệnh danh là nam diễn viên nổi một lần rồi lặn mất tăm, chắc hẳn Brandon Routh cũng tiếc nuối sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình. Đến ngày hôm nay cũng chẳng mấy ai biết đến chàng diễn viên điển trai này. Sự nghiệp của Brandon từ đó chỉ hầu hết là tham gia các phim truyền hình. Dù vậy, sau đó anh chàng cũng đã có sự trở lại khiêm tốn với vũ trụ DC khi vào vai The Atom trong series Arrow của hãng này. Jessica Alba, Fantastic Four. Tại lần chào sân vào năm 2005, phim điện ảnh về nhóm siêu anh hùng nổi tiếng của hãng Marvel đã nhận được không ít phản hồi trái chiều từ phía cộng đồng fan. Nhưng dù thích hay ghét bộ phim, người xem không thể phủ nhận rằng nữ hiệp Invisible Woman là một trong những vai diễn thành công nhất của Jessica Alba. Sau khi phần 2 của Fantastic Four ra mắt năm 2007 và bị xem là thảm họa, dự án phim phải kết thúc tại đây, kéo theo sự nghiệp của người đẹp tóc vàng. Đùng một cái, kể từ năm 2010 trở đi, Jessica Alba bắt đầu trở nên mờ nhạt và không còn là một ngôi sao hạng A trên màn bạc. Không biết vì kém may mắn hay thiếu sáng suốt trong việc lựa chọn kịch bản, những tựa phim tiếp theo của cô đều dính mác bom xịt. Chuyện các nhà phê bình ghét một bộ phim đến mức cho nó số điểm 0% trên Rotten Tomatoes có vẻ là điều không tưởng. Nhưng đó lại là sự thật với bộ phim An Invisible Side của Jessica. Vài năm sau, cô hợp tác với vị đạo diễn là một người quen của mình, Robert Rodriguez, để thực hiện bộ phim Machete Kill. Nhưng Jessica chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, và tác phẩm này cũng thành bom xịt. Tham gia thể loại phim tình cảm hài như Some Kind of Beautiful, Jessica tiếp tục gặp thất bại ê chề. Trở về với Sin City, A Dame to Kill năm 2014, cô cũng không nhận được sự chú ý mình mong muốn. Năm 2016, người đẹp xuất hiện trong phim Myconic Resurrection cùng Jason Statham, một siêu sao phim hành động đình đám. Tưởng như đây là tác phẩm hồi sinh lại sự nghiệp cho Jessica, nhưng nó cũng bị chê không ngớt. Bản thân Jessica Alba cũng chính là người tự gác lại công việc đóng phim. Cô bày tỏ, tôi thật ra đã ngừng diễn xuất vào năm 27 tuổi, nó không còn là công việc tôi dồn hoàn toàn tâm huyết vào nữa. Kinh doanh giờ là điều mà tôi yêu nhất. Rời bỏ khỏi màn ảnh giữa lúc danh tiếng đang ở đỉnh cao, Jessica sinh hai con gái và dành thời gian cho gia đình, nhưng điều này cũng khiến cô trả giá bằng việc không thể nào lấy lại được tiếng tăm như trước. Tobey Maguire, Spider-Man. Sau một khoảng thời gian dài thoái trào, chính Spider-Man 2002 của Tobey Maguire và Sam Raimi đã đưa dòng phim siêu anh hùng trở lại. Vào vai người nhện lúc này, chàng tài tử Tobey Maguire cũng nhận được nhiều lời tán dương từ phía người hâm mộ. Mặc dù Tobey Maguire không có vẻ ngoài điển trai như Andrew Garfield, nhưng chính khuôn mặt có chút ngây ngô cùng giọng nói nhỏ nhẹ đã khiến anh giành được cảm tình của khán giả, cũng như làm cho hình ảnh Spider-Man trở nên gần gũi hơn, thực tế hơn. Không thể phủ nhận rằng series Spider-Man đã biến Tobey Maguire trở thành một siêu sao hàng đầu của Hollywood. Nhưng nếu như Spider-Man 2 được bình chọn là một trong những phim siêu anh hùng hay nhất mọi thời đại, thì Spider-Man 3 lại chẳng mấy gây được sự chú ý. Danh tiếng của Maguire cũng bị tổn hại khá nhiều. Sau loạt phim, anh gần như bị chết vai người nhện và không thể hoàn thành bất kỳ phim điện ảnh tiếp theo mà không có ít nhiều bóng dáng của nhân vật này. Lần duy nhất mà Maguire xuất hiện trên màn ảnh rộng và tạo được điểm nhấn riêng chính là khi anh tham gia The Great Gatsby năm 2013 của đạo diễn Baz Luhrmann. Và đó cũng là vai diễn lớn duy nhất của anh trong suốt một thập kỷ sau đó.
Michael Angarano, Sky High. Trước khi làm chủ đế chế siêu anh hùng Marvel, hãng Walt Disney đặt toàn bộ hy vọng vào Sky High, phim trường học siêu nhân kể về Win Stronghold là con trai của hai siêu anh hùng nổi tiếng là Steve và Josie Stronghold. Tuy nhiên, Win lại không có sức mạnh siêu nhân nào thừa hưởng từ bố mẹ. Tại trường Sky High, một trường trung học được xây dựng trên bầu trời để đào tạo các siêu anh hùng, Win cùng với các bạn là Layla, Jack, Magenta và Ethan bị xếp vào nhóm những người không có đủ năng lực pháp thuật để trở thành siêu anh hùng. Tác phẩm thành công cả về mặt thương mại lẫn chất lượng, song lại không phải là bệ phóng lý tưởng cho nam diễn viên chính Michael Angarano trở thành một ngôi sao triển vọng của Hollywood. Và sau khi phần 2 của Sky High bị hoãn vô thời hạn, bản thân Angarano gần như không thể tìm được cơ hội trong bất kỳ tựa phim điện ảnh nào. Niềm hy vọng duy nhất dành cho anh nằm ở The Forbidden Kingdom, song tác phẩm cũng nhanh chóng trở thành bom xịt. Có một sự thật khá bất ngờ là Michael Angarano từng tham gia buổi tuyển chọn cho phim Justice League của đạo diễn George Miller, nhưng khi dự án bị hủy bỏ, cơ hội để anh chạm tay vào dòng phim siêu anh hùng cũng tan biến. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Kevin Bacon, X-Men First Class. Kevin Norwood Bacon là một diễn viên điện ảnh và sân khấu kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Ông là một diễn viên tài năng khi từng nhận được giải Quả Cầu Vàng và giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh, được đề cử cho một giải Emmy và được The Guardian xướng tên trong số những diễn viên xuất sắc nhất chưa bao giờ được đề cử giải Oscar. Năm 2003, Bacon đã có tên trên đại lộ danh vọng Hollywood. Từng nổi tiếng qua những tựa phim kinh điển như Footloose, JFK, Tremor, song giờ đây, hầu hết khán giả Mỹ chỉ còn nhìn thấy Kevin Bacon trên các kênh quảng cáo. Vào năm 2011, nam diễn viên người Mỹ sắm vai dị nhân hùng mạnh Sebastian Shaw trong X-Men First Class để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Song, ngay sau đó, Bacon không còn có thêm vai diễn nào to tát nữa. Ông có vào vai phụ trong những tựa phim như Ripley, Patriot's Day, Black Mass nhưng lại vô cùng mờ nhạt. Đây cũng là một bước tụt sốc đáng buồn trong sự nghiệp của một diễn viên thực lực như Kevin Bacon. Dean Cain, Lois and Clark, The New Adventure of Superman. Thế hệ 8X, 9X hẳn còn ghi nhớ hình tượng Superman của nam tài tử khi anh sắm vai trong loạt phim truyền hình Lois and Clark, The New Adventure of Superman cùng với cô đào Terry Hatcher. Không nghi ngờ gì, Lois and Clark là biểu tượng trong nền công nghiệp điện ảnh những năm 90, nhưng series phim này vẫn luôn gặp phải rất nhiều vấn đề. Ở mùa 2, chúng ta chứng kiến sự ra đi bí ẩn của nhân vật Cate Grant. Nhân vật Jimmy Olsen được thông báo tuyển lại diễn viên và Lex Luthor của John C. bị cắt đất diễn nhiều đến nỗi trở thành nhân vật phụ không khác gì vai cameo. Bất chấp những vấn đề gặp phải ở giai đoạn đầu, Lois and Clark vẫn tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc chiến rating. Dean Cain cũng được đánh giá cao với hình tượng Clark Kent với xương quai hàm góc cạnh. Đáng buồn thay, sau vai diễn để đời, sự nghiệp của Dean Cain không hề xuôi chèo mát mái. Anh không có lấy một vai chính trong phim truyền hình, gần như không có cơ hội xuất hiện trên phim điện ảnh và hầu hết các vai diễn đều chỉ là khách mời. Series Robot Chicken, Smallville, CSI Miami. Gần đây nhất, Cain có dịp vào vai bố nuôi của Supergirl trong loạt phim truyền hình cùng tên của hãng DC. Topher Grace, Spider-Man 3. Thuộc lứa diễn viên thành công từ loạt phim That 7 Show cùng Mila Kunis, Ashton Kutcher, Topher Grace đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood. Tuy nhiên, vai diễn Venom trong Spider-Man 3 đã phá tan tất cả. Là một trong những kẻ thù chuyển kiếp của người nhện, nhưng khi lên màn ảnh rộng, ác nhân Venom trong Topher Grace buộc phải chia sẻ khung hình với hai phản diện khác là Sandman và New Goblin. Tác phẩm được đánh giá là tệ nhất trong bộ 3 phim về người nhện của Sam Raimi, còn Venom trở thành một trong những phản diện kém nhất thế giới siêu anh hùng. Phải 10 năm sau, Sony mới dám đưa nhân vật này trở lại màn ảnh rộng với diễn xuất của Tom Hardy. Topher Grace cũng trở thành một diễn viên chuyên trị vai phụ, bản thân sự nghiệp của anh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Sau Spider-Man 3, Topher Grace không tìm được một cơ hội nào khác để chứng tỏ thực lực. Anh có tham gia vào những tựa phim gần đây như Interstellar, American Ultra, War Machine, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Tom Welling, Smallville. Trong nhiều trường hợp, khi một tài tử kết thúc hợp đồng với một thương hiệu mà anh ta đã gắn bó lâu dài, anh ta sẽ trở nên lạc lõng so với các đồng nghiệp khác,
Đó cũng là trường hợp của Tom Welling, người thủ vai Clark Kent, Superman. Sở hữu ngoại hình đẹp, anh ban đầu làm người mẫu cho một số hãng thời trang nam. Sau khi tham gia vài tập trong series Judging Amy, Tom Welling có bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi hóa thân thành chàng Superman trẻ tuổi trong loạt phim Smallville. Chính nhờ vai diễn Clark Kent mà Welling đã có được danh tiếng nhất định. Anh dành 10 năm tiếp theo cho bộ phim truyền hình của đài CW, kết thúc với cảnh biến hình huyền thoại của chàng phóng viên Clark Kent. Tuy nhiên, khi Smallville kết thúc cũng là lúc sự nghiệp của Tom Welling chững lại. Welling bị phía nhà sản xuất bỏ rơi, dẫn đến việc anh không thể tìm cho mình vai diễn nào tử tế. Vai diễn đầu tiên của anh sau đó là Roy Kellerman trong Parkland năm 2013. Tiếp theo, anh tham gia Drop Day năm 2014 và The Joy năm 2016. Cả ba đều trở thành thảm họa. Những năm gần đây, Welling đã thử sức làm đạo diễn và nhà điều hành sản xuất phim, nhưng những bộ phim do anh thực hiện đều không để lại dấu ấn. Hiện tại, sau 7 năm bước ra khỏi loạt phim Smallville, Tom Welling đã ở tuổi 40. Anh vẫn đang tiếp tục tìm hướng đi cho sự nghiệp. Welling đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ sau 13 năm gắn bó. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!